Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ sạt lở, làm hư hỏng hơn 265 mét đường giao thông và nhiều nhà dân. Hầu hết các vụ sạt lở nghiêm trọng đều xảy ra ở thị xã Gia Rai, dọc theo tuyến kênh sáng Bạc Liêu - Cà Mau. Một vụ sạt lở xảy ra tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Các vụ sạt lở đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và làm hư hại nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Để cảnh báo người dân sống ở các khu vực dễ xảy ra sạt lở, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã đặt biển báo ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời vận động hỗ trợ các hộ dân di dời nhà cửa đến nơi ở an toàn.